Subaru Forester 2023 ồ ạt về đại lý, giá từ 969 triệu đồng, thêm công nghệ an toàn, đấu CX5 và túc sân. Sau màn ra mắt tại triển lãm VMS 2022, Subaru Forester 2023 đã cập bến hệ thống đại lý trên toàn quốc ngay trong mùa mua sắm cuối năm. Xe có 3 phiên bản, 2.0L, 2.0L i-Sai và 2.0ES i-Sai, giá bán lần lượt 969 triệu đồng, 1 tỷ 099 triệu đồng và 1 tỷ 199 triệu đồng. Là bản nâng cấp giữa vòng đời facelift, nên Subaru Forester 2023 không có quá nhiều sự thay đổi. Đầu xe là nơi có nhiều điểm khác biệt nhất, với cụm đèn pha mới sắc sảo hơn, lưới tản nhiệt lớn sơn đen thể thao và cản trước cũng được tinh chỉnh. Ở bên hông và phía sau vẫn gần như giống đời cũ. Bộ mâm dạng phay có thiết kế điệu đà hơn, giữ nguyên kích thước 18 inch trên bản IS và 17 inch trên bản IL. Khoang cabin giữ nguyên. Mẫu xe Nhật vẫn trung thành với thiết kế kiểu truyền thống, với đồng hồ analog sau vô lăng, màn hình trung tâm và màn hình nhỏ hiển thị nhiều thông tin vận hành. Dưới nắp capo là động cơ boxer 2.0 lít, 4 xi lanh đối xứng, cho công suất 154 mã lực và mô men xoắn 196 Nm. Hộp số tự động vô cấp Linear Tranix CVT với 7 cấp số giả lập. Một nâng cấp đắt giá trên Forester 2023 là i-Sai 4.0 gồm 9 tính năng, trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Cùng mức giá, Subaru Forester 2023 cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Kia Sportage.